Đó, Cam quê nhà của ảnh đó. Con món quà dạ. Rồi, các em. Cảm ơn. Ờ, thì ra không có nhiều, tặng anh một trái táo. À, có trái táo thì là ý nghĩa gì em? Táo có chuyện bẫy chú lùng với Bạch Tuyết đó. Dạ, thực ra thì quả táo có nhớ về cùng một cái định luật ngày xưa học mà vật lý ấy, là định luật Newton nó tìm ra về vạn vật hấp dẫn. Nó màu đỏ và em cảm thấy nó khá là đẹp. Với táo cũng bổ dưỡng với ngon mà. Hy vọng khi mà anh bạn ăn cái miếng trà táo đó có thể nghĩ tên em. Việc đơn giản này cũng thích ăn thôi. Cảm ơn em. Bởi vì tính anh cũng rất là thích ăn táo. Mặc dù nhà anh trồng cam. Vậy thì mình có thể trồng thêm một cây táo nữa. Nhà anh cũng trồng táo nhưng mà không trồng táo to. Mà anh lại chỉ thích ăn táo này thôi. Em muốn hỏi một chút về anh thích mẫu người con gái như thế nào? Kiểu thích con gái dịu dàng nữ tính hay là thích mẫu con gái độc lập một chút? Với anh thì anh cũng rất là dễ tính thôi. Con gái thì nếu mà yêu và làm vợ anh ấy, thì phải ghê ghê một tí. Nếu như giả sử trong tình huống người yêu của anh gặp khó khăn thì anh sẽ làm gì? Ví dụ nếu anh ở gần thì anh sẽ giúp đỡ. Đấy là ở gần, còn nếu mà anh bận việc của đơn vị có thể là anh sẽ nhờ bạn anh. Không nhờ bạn được đâu. Động viên. Nhờ bạn đẹp nguy hiểm quá mà lắm. Nhờ bạn nguy hiểm lắm ạ. Trước khi cô ấy tiến hành bấm nút thì em có thể hát tặng một bài nào đó thật tình cảm. Thực ra thì em hát rất là dở. Chính là cái dở mới dễ ấn tượng đó. Càng dở càng ấn tượng. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi chọn đời cuối con được. Sẽ đi chọn đời cuối con được. Ủa đang hát hả? Em cảm giác là anh hơi bối rối quá. Trước một người đẹp bao giờ những chàng trai cũng bối rối. Ngay cả người đã được huấn luyện qua những cái gọi là khó khăn nhất mà nãy còn rung đừng nói chi ai. Em chị ạ. Hút thuốc bỏ được không cưng? Em thì rất là yêu và chiều người yêu. Nhẹ nhàng thì em sẽ bỏ. À là có tiềm năng vẫn bỏ được. Mà hiện giờ hút nhiều không? Ngày hút mấy gói? Dạ, đấu làm gì? Dạ, đấu làm gì? Chứ nhiều vài điếu, vài điếu. Chắc là đến lúc có con thì chắc là cũng không hút nữa. Mới 24 tuổi à, định bao lâu thì mới lập gia đình? Em định trong năm nay ạ. Nhưng bây giờ cái chuyện hẹn hò giữa hai bạn thường thấy cũng hơi căng. Thực ra thì là nếu mà đến được với nhau ấy, xa cách thì nó không quan trọng. Quan trọng là hai người có nhớ được về nhau hay không thôi. Nhưng mà bây giờ lấy cô về rồi cô ở đâu? Theo định hướng của em thì là em sẽ về nhà và lập nghiệp ở nhà. Nhà em ở thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Quảng Bình. Cao Phong là cam, Cao Phong cực ngon luôn. Này nè, vâng. Đúng không? Nhà em trồng hả? Vâng, nhà em trồng. Nhà em có bán cam không? Có. Vườn cam được bao nhiêu? Ba vườn, là mỗi vườn khoảng tầm 1 hát ạ. 1 hát? 3 hát là cũng cam lắm ngon hả nghe, ngọt hả nghe. Không, mà nãy giờ em vẫn còn rối chưa có hiểu là cái vụ là làm dâu bây giờ ở về là ở ba chung với ba mẹ em đúng không? Trong một thời gian rất là ngắn. Đợt ngày em về, mà về Gia Lai là vẫn làm trong quân đội chứ? Vâng ạ. À mà đơn vị công tác chuyển về Hòa Bình đúng không? Vâng. Tôi làm mai tôi phải hiểu, tôi mới phân tích được, em hiểu rồi đúng không? Dạ, yeah, hiểu. Đẹp trai dễ thương. Em qua coi đàn gái sao mà mối mà hỏi dữ vậy? Ồ, sao em gái dễ thương. Anh bên đây thì trẻ trung lắm ha. Yeah. Nhưng mà rất là chín chắn, bất kỳ người nào vào môi trường quân đội ra cũng đều chín chắn hết. Cái vụ hút thuốc nhỏ thôi ha. Ồ, cam Cao Phong ngon lắm em, thương hiệu nổi tiếng đó. Suy nghĩ hiện tại của em là em chỉ thích sẽ lâu nghiệp ở Sài Gòn thôi. Nhưng mà anh nghĩ rằng nếu tình yêu đủ lớn, đủ thăng hoa thì chúng ta có thể đi khắp thế giới nếu như mà ở đó có người chúng ta yêu. Quan trọng là có đủ lớn hay không? Đúng rồi, đủ lớn hay không? Bây giờ chưa gặp mặt thì mình nói về thôi. Nhiều cặp lên đây cũng vậy đó. Không, em không về đâu, thôi em không về đâu, gặp mặt cái về. Ha, suy nghĩ cho kỹ, chúc gặp ảnh nha. Dạ. Mời bạn nam. Wow. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ đồng chí giới thiệu sơ sơ và lý lịch trích ngang của mình nha. Hôm nay đầu tiên em xin gửi lời đến chào anh Tuyền Ninh, chị Cát Tường. Em tên là Đặng Quang Huy, em sinh năm 1994, đang công tác tại tỉnh Gia Lai. Gia đình ở thị trấn Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, quê gốc ở Trương Mỹ, thành phố Hà Nội. Em có thể nói cụ thể cái việc của em trong quân đội đang làm gì? Công việc cụ thể của em là sửa chữa, bảo quản vũ khí khí tài. Chuyên ngành chính của em là bên phòng không, vũ khí bắn máy bay. Ghê vậy? Hết ạ.
hơi căng thẳng xíu, thoải mái lên nào. Sao chiến sĩ gì bên đó rụt rèo quá vậy? Ừ. Rồi, em gái mình giới thiệu, mình phải trấn áp bên kia luôn em. Em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Chào xin em. Chào toàn bộ quý vị khán giả. Tên em là Lê Thị Hạnh ạ. Em năm nay 26 tuổi ạ. Hiện tại là sinh sống và công tác tại Hồ Chí Minh ạ. Quê em ở Hưng Yên ạ. Hiện tại thì em đang làm quản lý cửa hàng thời trang của shop của chuỗi cửa hàng thể thao Thế Giới Đồ Tập ạ. À, làm thời trang ha, hèn chi, nhìn đẹp quá. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em nghĩ là em là một người biết lắng nghe và biết chia sẻ. Em khá là dễ tính, em thích sự đơn giản nên là không thích cái gì phức tạp lắm. Còn điểm yếu của em thì là em nói hơi nhanh và em thấp nữa. Rồi, mời bạn trai. Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Em rất là dễ tính, phóng khoáng, rất là tâm lý, chú đáo việc trong gia đình cũng như việc của đơn vị. Có thể nói là người đàn ông của gia đình. Quá dữ. Điểm yếu là gì? Em không thích chơi thể thao. Trong quân đội phải chơi thể thao chứ. Những thời gian đấy em dành cho việc khác. Em chơi gì? Dạ, em đi em không chơi gì. Không chơi gì luôn. Ví dụ như là đi làm tăng gia cùng anh em ở trong đội hoặc là việc gì đó. Việc gì đó là việc gì? Quét rác hoặc là... Thấy mạnh hả? À không, đấy là điểm yếu. Điểm yếu. Nhưng mà bây giờ bên đây bạn gái là 26 tuổi, bạn trai là 24 tuổi. Là coi như cô gái lớn hơn chàng trai bên đó 2 tuổi. Chà, nhất gái lớn 2, gì trai lớn 1 nha. Thế này là hợp quá luôn đó. Em có ngại gì không? Trong tình yêu em không phân biệt tuổi tác. Bởi vì những người trước em thích là toàn là hơn tuổi. Em gái có ngại gì không em? Thật ra thì em cũng hơi thích, muốn người có thể bằng tuổi em thì em sẽ thích hơn. Nhiều khi anh này anh trẻ tuổi hơn nhưng mà anh già hơn em sao? Ai nói già, đừng có dùng từ già. Người nhìn ta trẻ nhưng mà chín chắn hơn. Chín chắn hơn. Lập trường vững hơn. Rồi. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Về ngoại hình thì em cũng không quan trọng ngoại hình cho lắm. Cao thấp đều được, không đeo kính bởi vì em không thích người kính cận. Ủa sao vậy? Hung nó cơ. Nó như kiểu là hai bốn mắt nhìn nhau mà lại có một cái gì nó chắn ở giữa. Thì lúc nhìn nhau ta tháo kiến ra. Rồi còn không thích gì nữa? Yêu nó quan điểm tình yêu thì cách chân thành, trung thủy, quan điểm rõ ràng, muốn chia sẻ với tất cả với nhau những cái chuyện nhỏ nhất. Bên kia có đáp ứng nhu cầu được bên đây được bao nhiêu phần trăm đơn không? Đơn giản quá. Đơn giản quá anh. Đơn em nghĩ là em đáp ứng. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Không đứng núi này trông núi nọ ấy ạ. Vậy thôi hả? Lẽ đứng núi này trông núi này. Tao đứng núi bên này tao phải nhìn núi bên kia có gì không chứ. Chứ khi nào lên núi mà nhìn tại núi này không? Phải quan sát hết xung quanh mình có cái gì. Quan trọng là mình quan sát xong mình có tới đó hay không thôi. Mình quan sát xong mình mới thấy mình đứng cái núi này ngon à. Mình phải nhìn xung quanh để biết núi mình là số 1 chứ. Rồi vậy em gái mình có cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào không? Dạ, em thích một chàng trai là người, cao ráo ạ. Cao ráo, cao nhiều? Khoảng tầm 1m7 là... Anh bên kia cao nhiêu? Em 1m7 ạ. Rồi, đúng chuẩn. Em cũng thích chàng trai mà trắng một chút. Chà, anh này anh đi quân đội sao anh trắng được ta? Trắng à? Dạ. Trắng à? À, anh ngồi trong phòng anh sửa chữa thôi phải không? Anh sửa vũ khí ở trong phòng không mà. Thế là em là trắng, như đi có rám nắng đen thì không sao cả. Mặt mày có rám nắng chút cũng được nhưng mà ở trong là nó trắng là được rồi. Ở trong em có trắng không? Có khúc trắng khúc đen. Cô gái tìm người yêu cũng lạ nha. Dạ vâng, em thích là nếu như người đó có ý tưởng kinh doanh một chút nữa thì em thích, nghĩa là tính cách cởi mở hướng ngoại ạ. Anh này trong quân đội có làm thêm đó là tăng gia sản xuất trồng rau chăn nuôi được không? Dạ được ạ. Em thích con mẫu con trai nó độc lập một chút, không lên có kiểu hơi lụy tình á, cái kiểu đó em rất là sợ. À kiểu như mà bạn gái giận rồi khóc lóc năn nỉ ỉ ôi đồ phải không? Có không em? Em không lụy tình nhưng mà thỉnh thoảng em mít ướt. Đó thấy chưa, thấy chưa. Trông em này nhưng mà mỏng manh dễ vỡ. Ôi. Em thích người mạnh mẽ. Ủa đội mà mong manh dữ lắm luôn hả? Thích người không, mạnh mẽ là với người mà mình yêu thôi. Còn với người ngoài thì rất có là khó. Có bao giờ em ngồi em khóc một mình chưa? Chảy 1-2 giọt nước mắt thì cũng có. Đấy là lúc giận người yêu thôi. Rồi. Thôi bây giờ điều gì em gái không thích ở người bạn trai nè? Em không thích chàng trai hút thuốc. Chắc có quá, có hút thuốc không em trai? Dạ em có ạ. Thấy chưa, tôi chưa chung qua mà tôi biết có luôn á. Em cũng không thích con trai hơi khó tính, gia trưởng nữa. Anh này anh mít ướt, anh nghe lời bạn gái, nghe lời vợ lắm. Anh không có gia trưởng gì đâu. Em nạt anh khóc à. Em thích người có chủ kiến nữa. Em cũng không có thích chủ kiến chứ. Mình sửa chữa đồ đạc, mình phải nghiên cứu, mình quyết định sửa đâu là sửa đó. Chứ đâu phải nói bậy, sửa bậy là đâu có được. Em chị ạ. Hút thuốc bỏ được không cưng? Em thì rất là
yêu và chiều người yêu, nhẹ nhàng thì em sẽ bỏ. À, là có tiềm năng vẫn bỏ được. Mà hiện giờ hút nhiều không? Ngày hút mấy gói? Dạ, đấu làm gì? Dạ, đấu làm gì? Chứ nhiều. Vài điếu, à, chục điếu. Chắc là đến lúc có con thì chắc là cũng không hút nữa. À, mới 24 tuổi à, định bao lâu thì mới lập gia đình? Em định trong năm nay ạ. Nhưng bây giờ cái chuyện hẹn hò giữa hai bạn thường thấy cũng hơi căng. Thực ra thì là nếu mà đến được với nhau ấy, xa cách thì nó không quan trọng. Quan trọng là hai người có nhớ được về nhau hay không thôi. Ừ. Nhưng mà bây giờ lấy cô về rồi cô ở đâu? Theo định hướng của em thì là em sẽ về nhà và lập nghiệp ở nhà. Nhà em ở thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Quảng Bình. Cao Phong là cam, Cao Phong cực ngon luôn. Này nè, vâng. Đúng không? Nhà em trồng hả? Ừ. Vâng, nhà em trồng. Nhà em có bán cam không? Có. Vườn cam được bao nhiêu? Ba vườn, là mỗi vườn khoảng tầm 1 hát ạ. 1 hát? 3 hát là cũng cam dữ lắm ngon hả nghe, ngọt hả nghe. Không, hồi nãy giờ em vẫn còn rối chưa có hiểu là cái vụ là làm dâu bây giờ ở về là ở ba, chung với ba mẹ em đúng không? Trong thời gian một thời gian rất là ngắn. Đất nghe em về, mà về Gia Lai là vẫn làm trong quân đội chứ? Vâng ạ. À mà đơn vị công tác chuyển về Hòa Bình đúng không? Vâng. Tôi làm mai tôi phải hiểu, tôi mới phân tích được, em hiểu rồi đúng không? Dạ, yeah, hiểu. Đẹp trai dễ thương. Đêm qua con làm gái sao mà bà mối mà hỏi dữ vậy? Ồ, yeah, sao em gái dễ thương. Anh bên đây thì trẻ trung lắm, yeah. Nhưng mà rất là chín chắn. Bất kỳ người nào vào môi trường quân đội ra cũng đều chín chắn hết. Cái vụ hút thuốc nho nho nhỏ thôi ha. Ồ, cam Cao Phong ngon lắm em, thương hiệu nổi tiếng đó. Suy nghĩ hiện tại của em là em chỉ thích sẽ lâu nghiệp và Sài Gòn thôi. Nhưng mà anh nghĩ rằng nếu tình yêu đủ lớn, đủ thăng hoa thì chúng ta có thể đi khắp thế giới nếu như mà ở đó có người chúng ta yêu. Quan trọng là có đủ lớn hay không? Đúng rồi, đủ lớn hay không? Bây giờ chưa gặp mặt thì mình nói vậy thôi. Nhiều cặp lên đây cũng vậy đó. Không, em không về đâu, thôi em không về đâu, gặp mặt cái về. Ha, suy nghĩ cho kỹ, chúc gặp ảnh nha. Dạ. Hôm nay em đi với ai chị, sẽ hỏi thêm ý kiến người thân của em. Dạ, nay em đi cùng với chị gái và các chị trong cùng cơ quan ạ. Chị ruột hả? Dạ vâng ạ. Chào anh Quỳnh Linh ạ, chào chị Cát Tường và rồi, chào các bạn khán giả trần trùng quay ạ. Thì mình rất là ngạc nhiên khi mà Hạnh nói với mình là sẽ tham gia ghi hình chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Bởi vì đối với mình, Hạnh là người sống tự lập, có vẻ sống kiểu nội tâm á, trầm tính chứ không thích thể hiện nhiều. Còn về bạn trai bên này ạ, thì thực sự ấn tượng đầu tiên của chị với bạn là về chiều cao thì đủ tiêu chuẩn của em đấy. Đẹp trai, hiền lành, thật thà và có vẻ là cũng chín chắn. Chị cũng mong hai bạn hãy cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn em. Em Huy đi với ai? À, hôm nay em đi với đội trưởng của em. Bên gia đình là có bố của em ạ. À, bố từ Hòa Bình vào luôn hả? Vâng. Dạ, con chào bác. Xin chào tất cả khán giả và chào cả nhà. Tôi là bố của cháu Huy đây. Cũng gần 2.000 cây số vào trong này cũng dự cái chương trình này. Thì bây giờ gia đình nó cũng nói tóm lại là thèm lắm, cũng để muốn cho cháu xây dựng gia đình. Nhưng mà bác trai thấy bác con dâu tương lai mình thế nào? Rất tuyệt vời, không có gì để nói nữa đâu. Dạ, cảm ơn ạ. Theo bác trai cái khoảng cách đó về địa lý á, nó có ngăn cách được cái tình yêu cũng như cái sự cố gắng nỗ lực của bên phía đàn trai không? Các cháu ở đâu công tác ở đâu lập nghiệp ở đấy cũng được, không làm sao. Giờ trong Nam ngoài Bắc thì thấy nó gần, thông thương, nó cũng dễ, dạ, chả vấn đề gì hết. Cảm ơn bác nhiều ha. Dạ, cảm ơn bác. Bây giờ để gặp sếp đi ha. Xin kính chào hai MC. Xin kính chào toàn thể quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Xin chào em gái. Dạ, em chào. Về nhận xét về em gái là ok rồi đấy. Anh ngồi dưới đây là ok thôi. Mà là hai thầy trò mình đi từ Tây Nguyên xuống đây, bố từ Tây Bắc xuống đây là thống nhất nhau tiêu chuẩn người về bạn gái là không gì phải bàn cãi. Anh mong hai em cho nhau một cơ hội để chúng ta tìm hiểu. Mà em hơn Huy 2 tuổi thì em yên tâm là đối với Huy là rất tâm lý. Ở đơn vị là Huy là một người rất trách nhiệm trong công việc, là biết chia sẻ, biết quan tâm người khác. Thì Huy 24 tuổi thôi nhưng mà già trước tuổi rồi. Dạ, em cảm ơn ạ. Chị nghe cái em đăng ký thì em cũng có ý định là mình về quê lập nghiệp mà. Em là ở Hưng Yên đúng không? Dạ đúng ạ. Thì bây giờ mình về gần quê nhà mình cũng được, có sao đâu. Quan trọng là hai bạn tâm gặp sự mặt thế nào nha, đó rồi mình nói cố tiếp ha. Mình nhìn coi mình có cảm hứng là tự rồi nhiên mình mới thay đổi được suy nghĩ. Kéo màn. Đó, cam quê nhà của ảnh đó. Có món quà dạ nữa, muốn gặp em. Cảm ơn. Ờ, cảm ơn thì đưa ra không quá nhiều. Tặng ăn một trái táo. À, xin. Có trái táo đây là ý nghĩa gì em? Táo có chuyện bị chú Lùng với Bạch Tuyết đó. Dạ, thực ra thì quả táo có nhớ về cùng một cái định luật ngày xưa học mà vật lý ấy, là định luật Newton nó tìm ra về vạn vật hấp dẫn. Nó màu đỏ và em cảm thấy nó khá là đẹp. Với táo cũng bổ dưỡng với ngon mà. Hy vọng khi mà bạn ăn cái miếng trà táo đó có thể
Như tên em, việc đơn giản này cũng thích ăn thôi. Cảm ơn em. Bởi vì tính anh cũng rất là thích ăn táo, mặc dù nhà anh trồng cam. Vậy thì mình có thể trồng một cái, thêm một cây táo nữa. Nhà anh cũng trồng táo nhưng mà không trồng táo to, mà anh lại chỉ thích ăn táo lẩy thôi. Em muốn hỏi một chút về anh thích mẫu người con gái như thế nào? Kiểu thích con gái dịu dàng nữ tính hay là thích mẫu con gái độc lập một chút? Với anh thì anh cũng rất là dễ tính thôi. Con gái thì nếu mà yêu và làm vợ anh ấy, thì phải ghê ghê một tí. Nếu như giả sử trong tình huống người yêu của anh gặp khó khăn thì anh sẽ làm gì? Ví dụ nếu anh ở gần thì anh sẽ giúp đỡ. Đấy là ở gần, còn nếu mà anh bận việc của đơn vị có thể là anh sẽ nhờ bạn anh. Không nhờ bạn được đâu. Động viên. Nhờ bạn đẹp nguy hiểm quá mà lắm. Nhờ bạn nguy hiểm lắm ạ. Trước khi cô ấy tiến hành bấm nút thì em có thể hát tặng một bài nào đó thật tình cảm. Thực ra thì em hát rất là dở. Chính là cái dở mới dễ ấn tượng đó. Càng dở càng ấn tượng. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi chọn đời cuối con được. Sẽ đi chọn đời cuối con được. Ủa đang hát hả? Em cảm giác là anh hơi bối rối quá. Trước một người đẹp bao giờ những chàng trai cũng bối rối. Ngay cả người đã được huấn luyện qua những cái gọi là khó khăn nhất mà nó còn rung đừng nói chi ai. Chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chúng ta quyết định theo nhịp đập của trái tim. Đừng vì bất kỳ điều gì cả. Khi chúng ta bấm nút là chúng ta trao duyên. Nào suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Wow. Thật là bất ngờ. Tuyệt vời. Chị lo quá. Chị nói thêm cho em vì chị cứ sợ cô này cũng không chịu bấm. Em cảm giác em như thế nào? Em rất là vui và em sẽ cố gắng cả nước của mình. Tán ở trong miền Nam nó tán tôi là em có thể cho biết một chút xíu cảm nghĩ của em bây giờ, lý do tại sao em quyết định bấm nút mặc dù em còn rất nhiều hoang mang? Em rất hoang mang. Đúng rồi. Nếu như bình thường chắc chắn là em sẽ không bao giờ đồng ý. Thì lý do tại sao? Tại vì khoảng cách của hai người quá, phải nói là quá lớn. Trước đây trong vấn đề tình cảm em chưa bao giờ dám gọi là bước vượt ra khỏi một cái gì đó của bản thân mình, có một cái hàng rào. Cho nên lần này em muốn thử một lần. Và bây giờ thì kết quả đã bấm nút nhau rồi, hai bạn nắm tay nhau đi đã nào. Bắt đầu từ bây giờ, thời điểm này, các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Và tôi tin rằng một ngày không xa, các bạn sẽ trở thành cặp đôi hoàn hảo của bác các bạn. Bác trai có một ý kiến cho hai cháu lúc này thấy hình ảnh này đẹp đôi không ạ? Cảm xúc của bác bây giờ như thế nào? Bản thân người bố như những lúc như thế này thì phải nói là tim đập nhanh và hồi hộp và rất sung sướng. Yeah. Rất tuyệt vời. Hai con gần được nhau thì tuyệt vời nữa. Yeah. Trên cả tuyệt vời. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Kết thúc chương trình, hai bạn có thể đến đây xem phim để có một không gian lãng mạn. Một nụ hôn đi nào. Nói vài câu xin chị cái đi, có chị ngồi kìa. Em rất là... em sẽ cố gắng là một người bạn trai tốt. Xinh xinh. Em xin phép chị cho em thơm bạn ấy một cái ạ. Chưa có trúng má, không ai thấy chừng á. Thôi được rồi, rồi chúc mừng hai bạn.